Con cháu ta sống còn. Quý kiên, quý kiên, quý kiên. Ok, hay đó. Việt Nam Cộng Hòa. Việt Nam Cộng Hòa. Việt Nam Cộng Hòa. À, cái này là bị đánh du kích á. Nhưng mà không sao, cái này cũng cùng với lại cùng chí hướng. Chú Hồ là hãnh diện, mình là một người con cháu của Việt Nam Cộng Hòa. Hãnh diện. Không, không nên như vậy. À, và có một bài mà chú Hồ còn nhỏ cũng rất thích. Và chú Hồ chắc chắn mọi người ở đây đều phải thuộc. Nếu không thuộc thì sao? Đúng rồi, mình phải nghiên cứu lại cái người này ở đâu tới rồi nha. Ok, và chú Hồ cũng muốn chúng ta cùng nhau trong một ngày này, ngày mà chúng ta sẽ nhớ, năm 10 năm sau chúng ta kể lại, chúng ta đã có mặt ở tượng đài Việt Mỹ để hát cho quê hương Việt Nam, để làm một tình đoàn kết giữa người Việt Nam và người trong nước. Những anh em trong nước, những tuổi trẻ trong nước có coi chương trình này, hãy nhớ chúng tôi là những người yêu chuộng tự do. Chúng tôi muốn các bạn, các em được sống trong một đất nước tự do, không phải sống với một số người lãnh đạo hèn với dân, ác với dân. Chúng ta phải thay đổi vận mệnh của chúng ta.